Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Cua Khoa Vlog. Và video ngày hôm nay mình sẽ nói đến một con vật rất là bí ẩn, đó chính là con rồng. Có bao giờ các bạn đã tự hỏi rằng rồng có thật hay chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hoặc là trong những cái truyền thuyết? Đã từ lâu, rồng được nhiều người xem là linh vật trong truyền thuyết và nó là con vật bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Rồng được xem là sản phẩm trong trí tưởng tượng của con người. Tuy nhiên có rất là nhiều câu chuyện nói về những người đã từng chứng kiến và từng gặp rồng, rồi những hình chụp và những video ghi nhận sự xuất hiện của rồng. Ok, hôm nay mình và các bạn cùng xem nha. Đầu tiên là việc ngư dân ở Trung Quốc khi kéo lưới, họ đã kéo lên một cái bộ xương dài 4 mét có cái hình dáng giống như là xương của một con rồng. Đây các bạn có thể nhìn lên màn hình và thấy một cái bộ xương này nó rất là dài với cái đầu to. So với lại cái bộ xương thì nó hơi đối lập một chút xíu. Sau khi các ngư dân xem xét kỹ thì thấy là cấu trúc của bộ xương này gồm có 153 đốt xương và được kết nối bằng một sợi gân dài từ đầu đến đuôi. Cái này nó trùng khớp với lại một số tài liệu của các bạn có nói về việc rồng có một cái sợi gân dài từ đầu đến đuôi. Cho nên khi mà thấy được cái bộ xương này thì các ngư dân đều nghĩ đến đó là một con rồng. Tuy nhiên theo mình thấy á, thì cái bộ xương này nó khá giống với lại bộ xương của một cái con lươn biển khổng lồ. Đây mình sẽ cho các bạn xem một cái hình ảnh ha. Trên màn hình các bạn đó là hình ảnh của một cái người ngư dân đã câu được một cái con lươn biển. Đó, đây là hình ảnh mà mình tìm được ở trên Google á. Ngư dân Nhật Bản này đã đánh bắt được một cái con lươn và anh ta cho rằng con lươn này nó đã bị nhiễm phóng xạ nên nó mới có cái hình thù kỳ quái như thế này. Đây, ở cái góc chụp này thì các bạn có thể thấy rõ ràng hơn ha. Sở hữu một cái đầu khá là to và một cái thân hình dài. Cho nên mình nghĩ cái bộ xương này với lại cái bộ xương lúc đầu nó có cái điểm tương đồng giống nhau. Và cái video ngư dân ở Trung Quốc đã vớt được cái bộ xương rồng á, thì mình nghĩ nó không phải là con rồng đâu, mà mình nghĩ đó là một cái bộ xương của con lươn biển, nó đã bị chết lâu ngày á các bạn. Rồi bị những cái con cá khác á, nó rỉa thịt riết. Lúc mà tấp vào bờ thì nó chỉ còn lại cái bộ xương thôi. Và nhiều người nghĩ nó là bộ xương rồng. Tiếp theo là một cái video quay lại được cảnh một con rồng đang bay lượn ở trên một cái vùng núi thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là video được du khách tham quan vùng núi này ghi nhận lại trong một cái chuyến du lịch của mình tại nơi đây. Thì hình ảnh các bạn thấy á, đó là một con rồng có cánh và nó đang bay lượn trên bầu trời. Vì cái khoảng cách của cái video khá là xa cho nên chất lượng nó hơi mờ. Và nếu đúng là thật thì con rồng này mình nghĩ là nó rất là to luôn á mọi người. Đây, để mình tua chậm lại và phóng to lên một chút xíu để cho các bạn dễ thấy rõ hơn ha. Các bạn có thể thấy là cái sải cánh của cái con rồng này nó khá là to. Và mình không biết là cái video này nó có ghép hay không nữa, tại vì nó rất là mờ. Nhưng mà so với lại cái cách mà người khách này người ta quay á, thì mình nghĩ có vẻ là thật. Cái đó là do mình nghĩ thôi nha. Còn không biết là các bạn nghĩ rồng có thật hay không thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Tiếp theo là một cái video ghi lại việc một con rồng xuất hiện sau một trận mưa lũ. Trong một trận lũ lụt quét qua một ngôi làng ở Đài Loan thì một số người dân đã vô tình thấy một hình ảnh giống như là một con rồng nó đang bay vút lên trên trời và nhiều người cho rằng video này đã được chỉnh sửa. Tuy nhiên các bạn hãy cùng xem coi cái video này nó có chỉnh sửa hay không nha. Hình ảnh con rồng nó uốn lượn bay lên trên trời đúng như những gì mà chúng ta thường thấy ở các bộ phim, thấy rõ được các chân của nó và đuôi và sau đó nó biến mất ở trong một đám mây. Video tiếp theo quay lại được cảnh một con rồng trong lúc trời đang vần vũ mưa, sấm chớp liên tục luôn. Và rồi khi một cái tia sét cực mạnh nó đánh làm cho cả bầu trời nó sáng rực lên thì chúng ta bắt gặp được một cái hình ảnh đó là một con rồng nó ở ngoài sau những cái đám mây. Ok, các bạn cùng xem nha. Có lẽ đây là một cái con rồng nước, sự xuất hiện của nó kèm theo sấm chớp và mưa lớn làm cho chúng ta càng tin nó có thật. Khi những truyền thuyết nói về rồng có khả năng điều khiển mưa, giúp mưa thuận gió hòa. Ngoài những cái video ghi lại rồng xuất hiện thì từ xa xưa con người cũng có những cái tài liệu ghi chép về sự xuất hiện của loài rồng. Ví dụ như là cuốn sử thi lâu đời nhất trái đất được viết vào năm 2000 trước công nguyên.
tại Lưỡng Hà đã miêu tả lại sinh vật Humbaba có hình dáng đặc biệt. Nó có chiếc bờm sư tử, mặt rắn, sừng khắp nơi, thân có móng vuốt, trên đầu có sừng của bò, miệng có thể phun ra lửa và nước. Đó là những bằng chứng và những ghi chép về loài rồng. Còn các bạn thì sao? Các bạn có tin rồng thật sự có tồn tại hay chỉ là trong những cái câu chuyện cổ tích? Trước khi mà kết thúc video á, thì mời các bạn hãy xem. Mùa đông đến rồi, thì những bạn nào mà còn đang cô đơn á, hãy tải cái ứng dụng Litmat này về để mà kết bạn và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với những người bạn khác. Link tải mình để ở dưới comment á. Chúc các bạn mau thoát ế nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like và một share. Còn tốt hơn nữa, hãy bấm vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất nha. Chào tạm biệt các bạn.